Ở phần trước, các bạn đã cùng cô chúng ta tìm hiểu lại toàn bộ các trợ từ trong tiếng Hàn. Và ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lại các đuôi câu nhé. Các đuôi câu trong tiếng Hàn thì rất là đa dạng và tùy theo mỗi ngữ cảnh thì chúng ta sẽ sử dụng những đuôi câu khác nhau. Và một điều đặc biệt là trong tiếng Hàn với trình độ sơ cấp thì thường tính từ động từ sẽ hay đứng cuối câu. Và đuôi câu nó sẽ đứng sau những tính từ động từ này. Cô lấy ví dụ. Chúng ta có từ giống hoa đôi phổ tà, nghĩa là xem phim chẳng hạn đúng không ạ? Thì cái kết thúc câu của nó là tà ở đây. Thì tùy theo từng trường hợp chúng ta sẽ có những cái đuôi câu rất là đa dạng. Ví dụ, 영화를 봅니다 nghĩa là gì? Đây là đuôi câu trang trọng, lịch sự, dùng với người gì nhỉ? Hơn tuổi. 영화를 봐요 là gì? Xem phim, cũng có nghĩa là xem phim nhưng là dùng trong trường hợp là thân mật. 영화를 봤어요 tức là gì? Khi mình muốn nói là đã xem phim, chúng ta chia thì quá khứ. 영화를 보겠어요 sẽ xem phim, khi mà chúng ta chia thì tương lai. Hay là 영화를 보고 싶어요 tôi muốn xem phim. 영화를 보려고 해요 tôi định xem phim. 영화를 보기로 했어요 là tôi đã quyết định xem phim. Đó thì các bạn thấy rằng là cùng một từ vựng thôi nhưng mà đuôi câu thì rất là đa dạng đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại tất cả những cái đuôi câu ở trình độ sơ cấp, mà những đuôi câu này chắc chắn là nó sẽ xuất hiện ở trong các bài thi topic 1 của các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với đuôi câu đầu tiên các bạn nhé. Có một trường hợp đó là chúng ta ôn ở phần trợ từ có im nì tà đúng không ạ? Đó là nghĩa là gì? Là cái gì đó. Thì im nì tà thực ra là nó được xuất phát từ đuôi câu gì đấy ạ? Sâm nì tà và đôi biệp nì tà. Đây là một đuôi câu trần thuật, dạng trang trọng, được sử dụng trong ngữ cảnh trang nghiêm. Và nói chuyện khi mà gì nhỉ? Mình nói chuyện với người nhiều tuổi hơn. Đó. Và đuôi này cách dùng của nó thì chắc các bạn cũng vẫn còn nhớ đúng không ạ? Đó là gì? Có bắt chim dùng sâm nì tà và có bắt không có chim các bạn sẽ dùng là biệp nì tà. Các bạn chỉ cần gắn cái này sau tính từ động từ là nó thể hiện cái sự trang trọng trong câu nói của mình rồi, đúng không ạ? Chúng ta có một số ví dụ. 여기는 하노이 호텔입니다. Đây là khách sạn Hà Nội, đúng không ạ? Các bạn thấy không? Chúng ta dùng cái đôi tà này rất là lịch sự. 영화가 재미있습니다. Bộ phim này hay, đúng không ạ? Hay là 아이가 우유를 마십니까? Là gì? Em bé uống sữa phải không? Trong trường hợp đôi câu im니다 thì chúng ta đã biết rồi, muốn thành câu hỏi là 입니까 đúng không ạ? Đó, vậy suy ra là gì? 씁니다 và 비입니다. Nếu các bạn muốn chuyển nó thành câu hỏi, các bạn chỉ cần chuyển tà thành ca, sau đó là lên giọng ở cuối câu. Đó, ví dụ là gì? 마십니까? Được chưa? Đó, các bạn chú ý rằng đây là những đuôi câu rất là cơ bản. Chúng ta thường, thực tế thì trong giao tiếp hàng ngày thì đuôi này cũng ít dùng thôi. Nhưng mà trong ngữ cảnh trang trọng, hội họp hay là cuộc họp ấy, thì chúng ta hay phát biểu, chúng ta nên dùng đuôi câu này các bạn nhé. Rồi, và đuôi thứ hai thì cũng không thể không nói đến, đây là đuôi câu rất hay sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Đó là đuôi ayo, oyo và heyo, đúng không ạ? Đây là đuôi cơ bản nhất. Thì chúng ta thấy rằng trường hợp danh từ ấy, thì các bạn chú ý là nó có công thức riêng của nó là danh từ cộng với yeo nếu có bắt chim. Và không có bắt chim thì các bạn sử dụng là gì? Yeo, chà. Đó, thế còn tính từ động từ thì sao ạ? Cách chia giống nhau. Nếu như tính từ động từ chứa nguyên âm a hoặc o, các bạn sử dụng là ayo, đúng không ạ? Tính từ động từ chứa các nguyên âm không phải ao, chúng ta dùng là oyo. Và tính từ động từ chứa hata thì các bạn sẽ chuyển thành hiyo nhá. Chúng ta gắn cái này vào là câu đang nói ở trường hợp gì rất là thân mật rồi. Và một điều đặc biệt là với đuôi câu này thì nó không giống như đuôi trang trọng. Các bạn phải chuyển ta thành ka. Đuôi câu này các bạn chỉ cần lên giọng ở cuối câu thôi. Ví dụ các bạn đang nói yo, các bạn yo. Đó, thì là thành câu hỏi rồi. Chạ. Chúng ta thử xem một số ví dụ nhá. 지금은 12시예요. Chà, bây giờ là 12 giờ, đúng không? Nhón tu là nhón tu si là không có chim này, chúng ta dùng về rồi. Bây giờ là 12 giờ. 그 사람은 베트남 사람이에요. Người đó là người Việt Nam. 사람 là có bắt chim đúng không ạ? 사람이에요. Chà. 아침에 운동장에서 운동을 해요. Buổi sáng thì tôi tập thể dục ở sân vận động đúng không ạ? 운동을 하다. 운동을 해요. 유진 씨는 몇 시에 점심을 먹어요? Bạn Yujin ý, thì bạn sẽ ăn trưa vào lúc mấy giờ? Dạ. Một số ví dụ đây các bạn thấy rằng chúng ta đều đang sử dụng đuôi yo. Thật ra thì nếu như đuôi yo này là nó vừa lịch sự mà nó vẫn thân mật các bạn nhé. Trong trường hợp như các bạn nói chuyện với bạn của mình muốn ngắn gọn hơn nữa, các bạn vẫn có thể bỏ yo đi các bạn nhé. Các bạn bỏ yo đi là chúng ta có thể nói mức độ xuồng xã rồi, nói chuyện với bạn bè hoặc là người dưới mình. Đó, đuôi câu này rất là dễ sử dụng như vậy. Rồi, và các bạn chú ý hai đuôi câu này. Tiếp theo là một trường hợp thứ ba, đó là như tiếng Việt cũng vậy, hay bất kể một ngôn ngữ nào khác, chúng ta đều có cái hiện tượng gọi là chia thì đúng không ạ?
Chúng ta có thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai. Đó, thì trong tiếng Hàn thì cũng như vậy. Công thức số 3 mà cô muốn ôn lại cho các bạn đó là công thức chia thì quá khứ. Các bạn chú ý nhé. Với danh từ thì các bạn sẽ chia là 있었어요 hoặc 있었습니다. Còn với trường hợp, đây là trường hợp có bắt chim, còn không có bắt chim thì các bạn sử dụng là 있었어요. Đó. Còn với tính từ động từ thì sao? Ta sẽ chia làm 3 trường hợp giống như là chúng ta chia ở công thức ở đuôi số 2 nhé. Là gì? Tính từ động từ chứa nguyên âm AO, các bạn sử dụng 있었어요. Chứa các nguyên âm còn lại 있었어요 và chứa nguyên âm chứa phụ âm cái đuôi 하다 thì chúng ta sử dụng là 했어요. Chưa? Ví dụ 여기는 도서관이었어요. 지금은 도서관이 아니에요. Chưa? Đây là thư viện và bây giờ thì nó không còn là thư viện nữa. Tức là gì? Ý mình nói là trước đây thì chỗ này nó là gì nhỉ? Nó là cái thư viện nhưng mà hiện tại thì nó không còn là thư viện nữa, đúng không? Thì tức là cái thư viện này mình đã nói trong quá khứ rồi. Vì vậy các bạn sẽ chia là 도서관이었어요. 자. 동대문 시장에서 치마하고 바지를 샀어요. 그지 ạ? Ở chợ Đông Tây Môn thì tôi đã mua quần áo này và mua gì nhỉ? Mua váy, chima là váy, baji là quần, đúng không ạ? Và từ 샀어요. Đây là chúng ta chia quá khứ rồi. 사다 샀어요. 어. 요나 씨는 일요일에 일찍 아침 식사를 했어요. 식사를 하다. 식사를 했어요. 자. 요나 chủ nhật thì đã ăn sáng rất là sớm. Dạ. Đó thì các bạn chú ý nhá. Thì quá khứ tương đương với tiếng Việt thì nó chúng ta sẽ dịch là đã các bạn nhé. Đã làm gì, diễn tả một hành động đã gì rồi, đã xảy ra rồi. Đó. Thì các bạn nhớ tiếng Việt thì là đã, còn tiếng Hàn bắt các bạn phải nhớ cho cô ba từ: at này, ot và gì nhỉ? Hết. Dạ.